Và đây là vào thời những giang hồ nổi loạn, khi những băng nhóm băng đảng khác nhau tụ họp về Sài Gòn. Và đây là một khu rất là bất ổn, được gọi là khu 5. Mọi người hãy đón xem, đây là một phim giang hồ. Các em nhỏ đừng nên học theo những cảnh hành động như vậy. Mọi người hãy đón xem nha. Thái mập trong dây đại ca bắn xong. Ê da, thằng đó thằng nào mà vô đây vậy? Thằng đó là con của bà kia mới ở đây á anh. Cái thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ gác ở lộn đổ lệ. Phi cò đàn em coi ba cao. Mày vô đây mày lóc lóc hả mày? Nó bài học sơ sơ thôi. Vài bữa ha. Anh nắm chùm cô này, anh cho mày uống rượu đế. Của anh Di rượu đế, hiểu chưa? Dạ. Gia công tử, đàn em thái mập. Đại ca Khôi ba cào chùm khu 5. Mày đừng chết, tao không cho mày cơ hội.